Các bạn ơi, các bạn ơi, trên bàn của mình lúc này là rất nhiều sản phẩm sẽ có mặt ở trong Black Friday 2021, sự kiện xả kho lớn nhất trong năm của m2dealstore.com. Sự kiện mua sắm này sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ đêm nay ngày 26 tháng 11 là Black Friday và kéo dài cho đến ngày thứ hai 29 tháng 11 là Cyber Monday. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần chi tiết nha các bạn. Điều đầu tiên mà mình nghĩ là nhiều bạn rất thích đó chính là miễn phí vận chuyển cho tất cả đơn hàng. m2dealstore không giới hạn khối lượng hàng hóa nè, không giới hạn số lượng đơn hàng và miễn phí vận chuyển hoàn toàn trong các ngày diễn ra sự kiện. Các đơn hàng từ 399.000 đồng trở lên sẽ đều được miễn phí vận chuyển toàn quốc nha các bạn. Và khi mà đặt hàng, các bạn sẽ thấy tùy chọn là miễn phí vận chuyển ở bước thanh toán. Thứ hai, đó chính là hàng xả kho giá sập sàn. Trong một năm qua thì m2dealstore có nhiều sản phẩm mới nhưng mà bị hư hỏng nhẹ do quá trình vận chuyển nè, sản phẩm trưng bày hoặc là sản phẩm review. Công năng sử dụng thì vẫn còn đảm bảo. Nếu quan tâm tới các sản phẩm này với cái mức giá là sập sàn so với hàng mới 100% thì bạn hãy tìm từ khóa xả kho tại m2dealstore.com hoặc là truy cập link như trên màn hình. Lưu ý rằng sản phẩm thuộc hàng xả kho sẽ không thể đổi trả được hoàn tiền nha các bạn. Bạn hãy đọc kỹ phần mô tả chi tiết hoặc là liên hệ với các admin ở store nếu bạn cần thêm những thông tin khi mà đặt hàng các sản phẩm xả kho này. Thứ ba, chúng ta sẽ có là quà tặng kèm trong tất cả đơn hàng. Danh mục quà tặng kèm theo sẽ như sau. Với đơn hàng từ 100.000 đồng đến 599.000 đồng, quà tặng sẽ là một viên xúc sắc ngẫu nhiên hoặc là booster bắt kẹt kem cũng là ngẫu nhiên nha các bạn. Với đơn hàng từ 600.000 đến 1.199.000, quà tặng sẽ là một booster bắt Yu-Gi-Oh! Konami 5 lá bài. Đơn hàng từ 1.200.000 đồng trở lên, quà tặng sẽ là một booster bắt Yu-Gi-Oh! Konami với 7 lá bài. Mỗi đơn hàng sẽ được một quà tặng tương đương với giá trị đơn hàng cao nhất. Kế tiếp là hàng mới giảm giá lên đến 70%. Tất cả sản phẩm đều có mức giảm giá cực tốt mà nhiều khi cả năm mới có một lần. Các bạn tham khảo qua các chuyên mục của m2dealstore tại đây nha. Chúng ta sẽ có là Yu-Gi-Oh! Nè, Pokemon, Dragon Ball Super card game, Digimon card game. Chúng ta sẽ có là các phụ kiện card game đến từ những hãng sản xuất nổi tiếng. Đặc biệt, nếu các bạn mua bài lẻ thì chúng ta sẽ có thêm mã giảm giá 7%, 10% và 12% khi các bạn dùng mã giảm giá này. Với mã giảm giá 07M2, bạn sẽ giảm ngay 7% cho tất cả bài lẻ của m2dealstore. Mã giảm giá 10M2 giảm ngay 10% dành cho đơn hàng bài lẻ tối thiểu là 199.000 đồng. Mã giảm giá 12M2 giảm ngay 12% dành cho đơn hàng bài lẻ tối thiểu là 299.000 đồng. Các mã giảm giá này không giới hạn số tiền giảm giá, bạn mua càng nhiều thì sẽ giảm càng nhiều. Và lưu ý là chỉ áp dụng cho bài lẻ của m2dealstore và không áp dụng cho bài lẻ của các hàng bài thủ nha các bạn. Tiếp theo, nếu bạn là khách đã mua hàng thường xuyên ở m2dealstore.com và có tạo tài khoản để lưu điểm m2bon, bạn có thể đổi m2bon thành voucher để dùng cho cái mùa Black Friday này hoặc là để dành từ từ mua sau cũng được. Từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 29 tháng 11 năm 2021, bạn có thể liên hệ với m2dealstore ở trên là facebook.com/m2dealstore hoặc là bạn cũng có thể email hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho các bạn nhân viên hỗ trợ của các bạn để đổi m2bon thành phiếu mua hàng. Với 50 m2bon, bạn có thể đổi thành phiếu mua hàng trị giá là 100.000 đồng. Với 100 m2bon, bạn có thể đổi phiếu mua hàng trị giá là 200.000 đồng. Với 250 m2bon, bạn có thể đổi phiếu mua hàng trị giá là 500.000 đồng. Và đặc biệt, với 500 m2bon, bạn có thể đổi phiếu mua hàng trị giá là 1 triệu đồng lận. Lưu ý là thời gian để mà đổi điểm m2bon thành phiếu mua hàng sẽ đến hết ngày 29 tháng 11 nha các bạn. Còn hàng sử dụng phiếu thì nó tới 6 tháng lận. Nên các bạn cứ đổi phiếu và để đó từ từ dùng cũng được nha. Và rồi, trên đây là chi tiết của chương trình Black Friday năm nay. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là bắt đầu rồi. Bây giờ các bạn hãy lên website m2dealstore.com, lựa những món đồ mình cần mua và cho vào giỏ hàng ngay. Còn bây giờ thì mình làm liền nha. Gặp các bạn sau.